Người con gái lên tiếng tố cha ruột sống quá tệ bạc với mẹ của mình sau hàng chục năm dồn nén. Tao là cha mày, tao đẻ mày. Ha? Vậy sao con là con của ba mày không lấy con? Mày ăn mày nói chuyện gì mày nói chuyện được không? Trên đời thì có ai nói chuyện ăn nói chuyện như mày không? Con bỏ xứ con đi, con bỏ xứ con đi. Mày tự bỏ xứ mày đi. Chúc mừng quý vị là chị Cương, năm nay 40 tuổi, thuê xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ để đón mẹ về sống chung. Đồng thời lên án những hành vi trái với luân thường đạo lý của người cha với chính con gái ruột của mình. Quay ngược thời gian trở về 20 năm trước, khi cô con gái đang nằm trong phòng giữa ban ngày thì người cha lại móc củ khoai ra trước mặt con gái, khiến cho người con rất lo sợ mà phải cuốn gói bỏ xứ ra đi. Còn người mẹ cũng vì bảo vệ hạnh phúc cho gia đình và các con nên cô chỉ biết cam chịu cho qua chuyện cho tới bây giờ, thì đã không chịu đựng được nên đành nói ra tất cả. Rồi anh chào em ha. Dạ. Thì anh, tụi anh cũng vừa nhận cuộc gọi từ em đó. Dạ. Thì hôm nay tụi anh đến đây để em chia sẻ về cái chuyện gia đình của em đó. Dạ. Rồi em có thể chia sẻ cho cộng đồng mạng biết ha. Dạ. Trước tiên thì em đến đây em cảm ơn các anh đã đến đây để chia sẻ việc của mẹ em là bị ba em bạo hành là đã 40 năm rồi. À. Dạ. Thì em nhờ anh đi xuống đây để có cái tiếng nói cho cộng đồng á, là giúp đỡ cho mẹ em đừng có bị đánh nữa. Dạ. Thì mẹ nói đi, mẹ bị đánh sao mẹ nói cho các anh nghe đi để cho các anh giúp đỡ mẹ. Trước nữa thì cô cũng cảm ơn mời mấy cộng đồng mạng với mời các mấy đứa con xuống tới đây tận tình cũng giúp đỡ cho cô cũng rất cảm ơn. Nhưng mà cô khổ với ổng là 40 năm. Nó là gian lao gian khổ, nhưng mà cô nhịn nhục để sống qua ngày, nhưng mà ngày nay ổng quýnh cô hoài luôn, không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Cháu nội mới có 2 tuổi à, nó mến bà nội dữ lắm luôn, nó qua nó chơi với bà nội mà ổng mở cửa sau vậy nè, rồi bắt đầu bích toan gặt xong mà rồi cô phải đi theo nó, cô giữ mà ổng nói cô dẫn cháu nội đi đầu này đầu kia rồi đó, là bắt đầu ổng quýnh cô. Rồi cháu nội đi qua nhà cô chơi ha, lấy cái gì trong nhà cũng không được với ổng hết trơn. Cầm cái ly nước uống ổng cũng sợ bể nữa cái ly thôi, ổng khó khăn cỡ đó đó. Rồi hôm bữa tối 18 tây á, cháu nội của cô nó ngủ tới 10 giờ đêm nó mới ngủ, nó mới có 2 tuổi rồi nó nói nó chơi không à, mà mới có 7 giờ rưỡi là ổng chưa ngủ. Rồi cô nói nó thức khuya dữ lắm luôn, nó ngủ tới 10 giờ là ông ơi, ổng nắm cái đầu của cô vậy nè, ổng ngoài hết trơn cái đầu của cô là tối 18 tây. Rồi hôm qua là bữa 21 tây là ổng quýnh cô nữa, ổng quýnh cô chắc sớm hơn nhắc này quá. Mẹ nói đi, mẹ nói từ xưa giờ ba ông bạo hành, ông đánh mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ con mình á là sống ở ngoài đường không ba bạo lực là đánh mẹ bao nhiêu lần, nói mẹ chung ra 40 năm rồi đó, bao nhiêu lần là không kể xiết, quýnh trên 100 lần mà cô sao mà 100 lần mẹ nữa. Mẹ ơi, 40 năm rồi, một ngày có thể đánh mẹ 2 lần 3 lần, quýnh cô mà cô đi nằm bệnh viện là 2 lần, đi vô trạm xá 2 lần, rồi có chánh quyền xử luôn 1 lần nữa. Rồi quýnh con gái cô là 2018 nằm bệnh viện Hoàng Mỹ. Đây nè, cái tay em nè còn xẹo nè. Rồi 2019 quýnh cây út của cô, cái hang cây tre nó mắc cái ấy chỗ này luôn à, cái cây tre mà nó in cái mắt chỗ này luôn. Rồi cái giò của con của cô nó đỡ vậy nè, chứ một lỗ luôn nhà đi nhón nhón gì đâu mà tốn cho mày mấy triệu nữa. Nói chung là dữ lắm luôn cái Dạ chị ơi, cho tụi em hỏi ha, chị tên gì chị? À, chị tên Võ Thị Kim Cương. Dạ chị Cương, chị tức là con của cô đây, hôm nay là chị nhờ mấy anh em đến để mà lên án cái hành vi của cha mình không tốt với mẹ mình. Đúng rồi em. Trong cái suốt thời gian rất là dài. 40 năm. 40 năm. Theo chị biết năm nay chị 40 tuổi thì ba chị bạo hành là lúc mà chị cấp sách đến trường, chị học chữ O, chữ A, chữ đánh vần là chị đã biết là ba chị bạo hành đánh đập mẹ chị, là đến bây giờ là chị 40 tuổi rồi là chị biết là ba chị đánh đập mẹ chị là 40 năm. Chị được mấy anh chị em? Chị bốn anh chị em. Bốn anh chị em. Dạ. Rồi hôm nay là giống như là chị từ Sài Gòn mà về thì Cần Thơ này để gặp mẹ chị, để mà nhờ mấy anh em đăng tải cái thông tin này lên là tại vì trước giờ đó, tại sao trong suốt 40 năm vừa qua mà mẹ chị bị như vậy mà con cái không có làm gì hết vậy? Cũng có nhiều lần nói nhưng mà không được, tại vì mẹ chị thì cứ sợ là em chị nói cho em chị đó, rồi con cái xung đột trong gia đình, mẹ chị không nói, mẹ chị chịu đựng để mẹ chị giữ cái hạnh phúc gia đình. Nhưng mà đến hôm nay thì chị phải nhờ
anh em, chị gọi anh em nhờ anh em đến đây để giúp đỡ cho mẹ chị, để có tiếng nói cộng đồng bảo vệ mẹ chị, đừng để ba chị đánh mẹ chị nữa. Hiện tại bây giờ là cô đang sống với chú. Ba mẹ chị thì lúc trước thì mẹ chị lên Sài Gòn, ba chị đánh mẹ chị nhiều quá. Rồi mẹ chị lên Sài Gòn ở với chị thì mẹ chị về cách đây được một tháng mà về mẹ chị không ở được trong nhà. Ba chị cứ đánh đập mẹ chị ở ngoài đường không mà. Thì mấy ngày nay ba chị lại đánh đập mẹ chị nữa, mặt mẹ chị còn bầm còn sưng nữa nè em. Mới mấy ngày hả chị? Mới vừa hôm qua. Còn một vết xanh bên mặt mẹ chị bầm. Đâu cô quay qua đây giúp bầm nè. Rất bầm rất hiện hữu. Bầm mặt mẹ chị còn sưng nhiều lắm. Đánh bằng gì cô? Ông lấy tay vậy nè, ông giọng gì vậy nè. Trời ơi. Hôm qua vậy cô giữ cho nội mà ông giọng cô vậy nè. Dạ, lúc đó là chú có rượu không? Trời ơi, ngày thường cũng quýnh đó, ngày thường nói qua nó lại cũng quýnh nữa. Nó tiếng trước tiếng sau là ổng quýnh rồi. Ổng năm nay tuổi tôi tha chú quýnh đi. Ổng năm nay là đánh 59 tuổi, cô 66. À, vậy là chú gần 70 rồi. 69. Rồi anh cho em hỏi, chú đó là cha ruột của em hay là cha dượng của em? Dạ, ba ruột của em dạ. Dạ. Rồi tại sao mà em đi lên thành phố mà hồi nãy em chia sẻ là lâu lắm em mới về nhà? Dạ, tại vì hồi lúc trước là em còn nhỏ thì ba em đánh đập bạo lực gia đình nhiều lắm. Rồi xong rồi theo em biết là ba em là ở nhà ba em đi uống rượu về, rồi ba em cởi quần ra, ba em nằm trong phòng á, ba em cởi quần ra, ba em giặt con chim ra để đưa trước mặt em. Em sợ quá em bỏ em đi. Em với em gái em là đi lên Sài Gòn, bỏ xứ đi lên Sài Gòn, là em đi năm 16 tuổi đến bây giờ. Mà trước lúc đó thì ba em cũng bạo lực gia đình đánh đập mẹ con em á. Em mười mấy tuổi rồi mà em vẫn còn cởi đồ ra để em chạy trốn chết qua từng một cái bờ đê, qua từng một cái bờ ruộng, thậm chí qua bên những cái mương mà người ta nuôi heo á để em trốn chết. Rồi xong em chịu không được nữa, áp lực á, em buồn em mất cỡ với lối sớm với bạn bè, em bỏ đi Sài Gòn. Thì em đi năm 16 tuổi, năm nay là em đã 40 tuổi rồi, em bây giờ em không còn chịu đựng được nữa. Em thấy mẹ em đánh đập như vậy này, em không cam tâm. Thì bây giờ em mong các anh á, giúp đỡ em, hỗ trợ cho mẹ em để có tiếng nói trong xã hội á. Em tha thiết xin nó giúp đỡ cho mẹ em, đừng có để ba em bạo lực đánh đập mẹ con em nữa. Hồi nãy chị nói có một cái chi tiết là khi mà chị nằm, ba chị á, tại sao ba chị lại có cái hành vi nó kỳ lạ đến như vậy? Thì lúc đó là chị nhớ như in luôn đó, là chị nằm ở trong cái giường. Dạ. Ba chị có men rồi, ba chị về, ba chị mặc cái quần xà lỏng bằng vải đó. Ba chị dẹt cống quần ra, ba chị đưa con chim ngay chân trước mặt chị luôn. Là có chị nói gì với em không? Không nói gì hết, chỉ đưa con chim thôi. Mà không phải một cái hành vi đó với em, mà còn rất nhiều người. Ba em á, là còn dê dì em nữa. Trời ơi. Dì ruột, mẹ em có một đứa em ruột là em gái tên Tấm Thảo á. Ba em còn đè bóp vú nữa. Đè dì em. Xong rồi cái ngày đó là chị chồng em xuống coi em lần đầu tiên. Chị chồng em ăn uống xong là mệt mỏi quá, nằm nghỉ ngơi trên giường đó. Ba em cũng đè lên bóp vú chị chồng em đó. Rồi không phải một lần đó không thâu, rồi ba em lại đi lên. Mẹ ơi, ổng dê bà Bé Dũng phải không mẹ? Đó, mẹ nói lớn lên đi. Ổng lên á, ổng bóp vú bà Bé Dũng nữa, bà Thủy nữa. Đó, ổng về xin dâu. Đó, nói chung ra là ba em có cái hành vi bạo lực gia đình. Xong rồi ba em còn có bản tính dâm ô. Riêng em là con gái của ba mà ba em còn muốn lấy nữa. Thì bây giờ em nói thật sự, em lên đây thì cũng không có muốn mà để nói cho ba em cái điều gì xấu cho ba em hết. Nhưng mà 40 năm rồi em không còn sức chịu đựng được nữa. Thì em rất mong các anh giúp đỡ cho em. Dạ, tụi em thấy là giống như là đây là cái chuyện của gia đình mình, và nó cũng không có tốt, không có gọi là tốt lành gì cả. Không tốt mà gì. Hôm nay là giống như là chị lên tiếng để mà tố giác cái hành vi đó, rồi chắc chắn rằng thì bên gia đình mình cũng sẽ nhận lại những cái gì đó gọi là người ta cười chê, hay là người ta có những cái bình luận trái chiều, rồi chị có thể chấp nhận chị được, chấp nhận được em. Nhưng mà tất cả những gì chị nói đây là sự thật, thì mong cộng đồng mạng hiểu cho em mà đừng có nói gì em thôi. Nhưng mà tất cả ở đây là em nói sự thật, không nói thêm nó bớt một lời. Nếu em mà có nói thêm nó bớt một lời nào thì em hoàn toàn em chịu trách nhiệm tất cả trước pháp luật. Rồi em cho anh hỏi ha. Dạ. Hồi nãy em kể là lúc mà ba em móc cái đó ra để cho em coi, lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng 16 tuổi. 16 tuổi thì em biết cái lúc mà ba em làm như vậy thì 1-2 ngày là em bỏ xứ em đi rồi. Nhưng mà có gần được em không á? Dạ không mà. Sao mà em cho gần được, em thấy là em bỏ em chạy liền. Cấp đó là chị cũng đủ lớn, đủ nhận thức được những cái việc làm đó nó trái với lương thường. Đúng trái với lương thường đạo lý rồi. Ba chị đó là dán cái quần ra đưa một cái con chim trước mặt chị luôn.
Chị cảm thấy chị sợ hãi lắm, chị buồn lắm, chị bỏ xứ chị đi đến bây giờ luôn mà. Thậm chí bây giờ chị muốn về quê chị cũng không về được. Nhà chị nói thật sự người ta có một cái Tết để về người ta sum vầy với nhau, còn chị không được có Tết sum vầy. Nhiều khi chị muốn về thì ba chị lại đánh đập mẹ chị, bạo lực gia đình, về nhà không có tiếng cười mà buồn lắm em. Về ba chị cứ quậy quạng đánh đập không à, mà bây giờ mẹ chị thì mẹ chị không còn sức mà để chạy nữa. Còn chị bây giờ cũng có con cũng lớn rồi, không còn sức mà để mà chạy mà chịu đựng được nữa. Dạ. Rồi bà bác em có nói với mẹ lúc mà ba hành xử vậy không? Dạ có, em có nói mẹ em nhiều lần rồi, mẹ em nói là thôi bỏ đi. Bỏ đi sao ba con làm kỳ vậy, em có kể cho mẹ em nghe mà. Cái sự việc đó có không con? Thì con mới kể vậy đó người em. Dạ. Em cũng có nói thẳng trước mặt ba em luôn mà. Lần cô, rồi cô thì lúc đó cô lo cô đi giữ dịch rồi không mà. Cô cũng dịch. Quá hiền luôn rồi. Như lần cô. Rồi em cũng có nói thẳng trước mặt ba em luôn. Chị nói thẳng trước mặt ba chị luôn. Em chị nói là ba hồi xưa ba nhớ không, ba đi uống rượu ba có men về, ba cởi quần ra ba dạch chim ra ba đưa trước mặt con, ba nhớ không? Ba chị im ru nín thinh không trả lời luôn em. Nhưng mà tất cả những gì hành vi ba chị làm là ngày hôm nay chị lên đây chị nói tất cả là đều sự thật. À, không những là chú có những cái tác động không tốt đối với cô mà ngay cả con gái ruột của chú mà cũng làm không vậy. Không phải một mình chị đâu mà có những người, còn những người nữa chứ không phải là một mình chị đâu. Trời ơi. Rồi những người con khác đó, giống như là ngoài chị ra còn những người con khác, mấy anh mấy chị khác á, khi mà biết cha mình như vậy rồi mấy anh có can thiệp hay có gì đó để bảo vệ chị và cũng như bảo vệ mẹ chị không? Có những lần nói nhưng mà mẹ chị thì lại không cho, mẹ chị sợ là con cái mà nó hổn với cha mẹ, mẹ chị im lặng, mẹ chị chịu đựng. Nhưng mà ba chị thì có cái hành vi mà dâm ô chị thì chị có nói với mẹ chị. Những người anh chị khác không biết. À em gái chị thì chị có nói, còn em trai, hai đứa em trai thì chị không nói. À còn hai người anh trai là không hề biết chuyện này luôn. Không. Nhưng mà ba em có làm em gái em không? Dạ không, tại vì hôm đó chỉ có một mình em nằm thôi. À. Dạ. Có một mình em nằm trong phòng thôi. Ừ. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó là cha chị xỉn rồi phải không? Ba chị thì cũng có men là nhà. Ban ngày hay ban đêm em? À, dạ em nhớ hình như là bữa đó hình như là buổi trưa. À. Dạ. Rồi hồi nãy em kể là ba em làm cái chuyện tồi bại với dì em nữa phải không? Dạ có, ba em, dì em đang nằm trên giường đó, ba em đè bóp vú dì em. À, dì dạ. Ruột em? Dạ dì ruột có, mẹ em có một người em mà tên Tấm Thảo á. À. Dạ. Em nói tất cả đây là điều sự thật, nếu mà anh không tin em thì anh xác minh. Có thể dì em thì không dám nhận nhưng mà có bà Bảy Dũng, bà tên Thủy, bà sẽ xác minh là ba em có làm hành vi đó với bà. Giống như là cái bà để kiếm dâu. Dạ. Kiếm dâu rồi cái đầu á, ổng dê. Dạ. Ổng dê. Ổng đi, người ta đi mần lúa, cái ổng đi dắt lúa, ổng phơi lúa, cái tối lại cái ổng thổi đèn, cái ổng dê. Chui vô mùng hay sao cô? Ổng thổi đèn, ổng ôm. Dạ. Rồi sáng ngày mai lại cái kiếm dâu bắt xin lỗi một buổi sáng luôn. Dạ. Ở trên trời lúc hồi xưa đó cậu. Dạ. Hồi xưa á. Chỉ cho con hỏi một điều, đối với chồng của cô á, là có bị vấn đề về bên tâm thần không? Ổng hồi xưa thì ổng bệnh mà huyết hầu hồi xưa nha. Mẹ đừng kể chuyện đó. Nhưng mà không có ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng gì tới tâm trí hết á. Tâm trí. Vậy là những cái đó là những cái giống như là bệnh rồi chứ không phải là bệnh tâm thần. Dạ, cái đó bệnh đó cô. Vậy cái vấn đề là ảnh hưởng tới cái sinh lý rồi. Sinh lý ổng cao rồi ổng tìm bất cứ nhiều người nào. Ổng là nói chung người ta tánh là không tốt. Dạ dạ. Ổng tốt. Ngoài những cái lần đó chị, rồi trong cái cuộc sống hàng ngày mà chị thấy ba chị có những cái biểu hiện gì lạ không? Ba chị thì chị nói thật sự luôn là chỉ có tối ngày là hành hạ vợ con thôi, đi ra ngoài xã hội thì rất là sợ mọi người. Dạ. Còn đi về nhà lúc nào cũng hành hạ vợ con, đánh đập vợ con hết á. Mà ba chị có cái biểu hiện rất là hung dữ. Rất ông là dữ trong nhà. Rất là hung dữ với vợ con. Dạ, rồi có cái bản tính là dâm ô, muốn gặp ai cũng muốn lấy người ta hết. Dạ. Ba chị có bản tính đó. Với cô cho cháu hỏi con, chú có cái bản tính mà hay dê dẫm người khác á, từ khi cô mới lấy chú hồi 40 năm trước hay là mới có lần gần đây? Cô ở với ổng là 40 năm rồi, cô về với ổng là 26 tuổi. Là tức là cái tánh này có từ xưa hay là mới đây? Ổng dê hả? Dạ. Hồi thanh niên thì cô không có biết. Từ khi lấy cô rồi lấy cô tới bây giờ thì tánh ổng xấu, cô nói vậy thôi. À, tức là cái tánh này xấu. Là chú có cái tánh này từ khi mới lấy cô chứ không phải là mới đây? Dạ, từ lấy cô tới bây giờ là quá xấu. Dạ. Không tốt. Gặp phụ nữ là phải vậy đó. À, không tốt, tánh nào không tốt. Chị có nghĩ là giống như là bên ngoài chú có mối quan hệ ngoài luồng khác không? Có. À. Có.
có luôn. Chị thì giờ ông quan trước đây là... thì có rất nhiều, nhưng mà một thời gian chị đi Sài Gòn, chị ở Sài Gòn không mà tại chị thấy ba vậy chị vậy đó, chị bỏ xứ chị đi, nhưng mà chị thì nghe mẹ chị cứ điện thoại lên phàn nàn là nó bữa nay ba mày lại cặp với con này, mai cặp với con kia, rồi lấy vàng rồi lấy tiền đi, rồi đánh đập mẹ con chị, mẹ như chị như vậy đó. Những cái đó là mình có bắt gặp lần nào không chị? Cũng có, em có mẹ chị luôn. Bắt gặp mà có luôn rồi đó. Xong rồi chị nói thật, có ba chị đi chơi ở đâu á, rồi xong rồi lấy cái quần lót của người ta đi về á, rồi ba chị ngồi cái bàn ba chị ăn á, rồi xong rồi ba chị thấy cái quần lót ở dưới chân ba chị luôn, mà chị hỏi thì không phải của mẹ chị chứ không phải của chị. Ủa sao kỳ vậy, tự nhiên đâu mà có một cái, thì ba chị đi ngoài luôn đó, rồi xong rồi ba chị lấy quần lót đem về luôn. Ông đi ngoài luôn á, dạ chắc là ba em ghiền, ba em hủi gì em cũng không biết. Trời ơi, hầu 2004 á, trời ơi, ổng mà từ 2004 tới 2022 là tánh tình ổng cặp với gái là cộng chung cộng gọi là 60 rồi đó. Tài sản là ổng cho là hết nửa tỷ với hai cây hai vàng của cô rồi. Trời ơi. Nhưng mà đối với cô cũng vẫn là cam chịu. Cô cam chịu. Giữ hạnh phúc. Bởi vì cô đâu có nói gì đâu, quýnh đập cô. Vàng tiền gì hết của cô là tránh lấy trơn. Mẹ em á, thật mẹ em á, sống một đời vì chồng vì con, mẹ em cam chịu. Dạ. Cam chịu mẹ đó. Em cam chịu hồi xưa giờ vì chồng vì con. Bữa đó cậu cô nói vậy nè, ổng đem về hai cái quần xì, cái ổng bỏ trong cái túi quần tay của con trai cô á, cô mới kêu trai cô đi xin củi đi, rồi có cái xuồng lòi ra. Cái con trai cô nó mới bận cái quần của ổng nó thọt vô hai, có hai cái quần xì. Rồi cô mới nói ủa hai cái quần xì ở đâu mà kỳ lạ vậy nè. Cái ổng nói tao chơi gái để đem về cho mày, mày nấu nước mày lấy nước mày nấu ăn chua mày ăn. Nói mà, với con vậy đó. Nói với cô vậy nè. Trời ơi. Rồi quýnh cô, quýnh cô cái bằng dữ lắm luôn. Trong cái đợt đó đó, hồi 2005. Dạ. Đó, trời ơi dữ lắm. Nhưng mà cô cho con hỏi ha. Theo như lời cô nói là cô bị chú hành hạ nay 40 năm. 40 năm. Mà vì con vì cháu á. Dạ. Con đó. Rồi chị nghĩ như thế nào khi mà bản thân giống như những gia đình khác, người ta có một người cha yêu thương vợ thương con mà gặp cha mình như vậy, rồi những lúc vậy chị có tủi thân không? Chị tủi thân buồn cho số phận, tại vì chị cũng trang lứa với mọi người mà chị thấy mọi người được mái ấm gia đình, dù cho người ta không có giàu đi chăng nữa, người ta nghèo nhưng mà người ta có cha có mẹ, có được một cái mái ấm gia đình, Tết người ta cũng về quê người ta xung vầy, còn chị không được điều đó vì chị có một người cha bạo lực gia đình, cứ đánh đập vợ con rồi cứ bạo hành, rồi xong rồi cứ ba chị còn có cái bản tính mà dâm ô á, cho nên là chị không có về quê, chị bỏ xứ chị đi. Chị bỏ xứ chị đi, chị không có ở đây. Sao chị không đón mẹ chị về ở chung với chị á? Có, chị có đón mẹ chị lên, nhưng mà mẹ chị lên ở với chị một vài tháng, xong rồi mẹ chị đi về. Tại vì chị ở đất Sài Gòn thì nhà hẹp, còn mẹ chị thì về quê cho nhà rộng thoải mái. Nhưng mà mẹ chị về quê được vài ngày thì ba chị lại đánh, ba chị không cho chị ở, mẹ chị ở trong nhà. Mẹ chị về nè, về quê có mẹ về quê mẹ đấu vô nhà được phải không? Ở ngoài hết đánh đập mẹ chị không, mà mẹ chị ở ngoài đường vô nhà thăm quýnh cô mà cô không có vô nhà. Cô ở bên nhà thằng kế bên mà. Cách khoảng 20 mấy năm trước á, khi mà lúc mà chị còn thiếu niên á, khi mà cha của mình có những cái hành vi đó, là tự cấp đó là chị có suy nghĩ như thế nào chị? Chị cảm thấy chị buồn, chị tủi, xong rồi chị bỏ xứ chị đi. Dạ. Chị đi phiêu dạt ở xứ người, rồi xong rồi chị cũng lấy chồng, mà chị lấy chồng không được may mắn. Thì chị cũng ở Sài Gòn và chị làm, chị nuôi hai đứa con. Dạ. Chị bỏ xứ chị đi, chị bỏ quê chị đi năm 16 tuổi đến giờ. Dạ. Cái cấp đó là cái động lực gì mà khiến chị phải quyết tâm mình bỏ quê hương, mình bỏ? Tại vì chị buồn ba chị thì sáng say chiều xỉnh đánh đập mẹ con chị, rồi ba chị lại muốn dâm ô, muốn lấy con của mình. Cho nên chị sợ cái điều đó xảy ra, cho nên chị bỏ xứ chị đi. Dạ. Chị nghĩ cha chị có một cái nỗi khổ nào đó không? Chị nghĩ là không, ba chị có một cái tính là hung hăng đánh đập vợ con, rồi có cái bản tính là dâm ô thôi, chứ ba chị không có cái bản tính nào khác cái đó hết. Hồi lúc nhỏ đó, ổng có như vậy không? Hay là chị mới phát sinh khoảng 20 mấy năm trước? Chị nghĩ là năm đó thì ba chị với chị là ba chị đã có bản tính đó tới bây giờ rồi, bây giờ ba chị vẫn còn bản tính đó. Dạ. Nhưng mà nói với mấy con là tính không tốt, không dạ. Tốt, nói vậy đi. Có những lần mà chú đánh cô tới phải đi nhập viện không? Quýnh cô đi nhập viện hai lần ở Cần Thơ, rồi đi vô trạm xá ba lần. Dạ. Rồi khi mà mình xuất viện về á, chú có xin lỗi cô không? Không có xin lỗi gì chứ, không đánh có nào gì nào về còn đánh thêm nữa chứ xin lỗi gì đâu. Rồi ổng đòi giết cô không hết chứ. Dạ.
Cô tổng cộng là 4 người con hả cô? 4 người con. À, mấy trai mấy gái cô? Cô hồi đó cô ở với ổng là 5 đứa con lận cô. Mẹ nói 4 bây giờ thôi. Giờ còn 4. Giờ còn 4. 4. Mà 2 người trai đúng không cô? 2 người trai. Mà có những lần mà chú tác động đến cô đó, rồi 2 người con trai có đứng ra binh vực cho cô không? Không hay, không có nhà con của cô á, nó đi làm nãy nọ mà không có nhà. Có nghĩa là những lần xảy ra đó là con cô không biết mà không. Cô giấu hay vậy? Lại mẹ chị giấu, mẹ chị không nói cho em chị biết. Cô giấu hết trơn à. Cô sợ nói rằng hai con trai mình cô sợ gửi lỡ gây này gây nọ, cô không dám nói luôn. Cam tâm mà chịu luôn. Cam tâm cô chịu luôn. Cô cho con ở hiện tại giờ là những cái vết bầm vết thương này nọ nó có hiện hữu trên cơ thể của cô không? Dạ con, mẹ em còn bầm mặt đây, mặt mẹ em còn bầm sưng. Mới đây là mấy ngày nè? Đâu nó không? Thật ra mặt mẹ em sưng nè, ông này mẹ em chỗ này nè, này hôm qua nè. Dạ. Như là chỉ có phần mặt thôi. Dạ. Phần mặt thôi. Còn trước đó thì đánh rất là nhiều lần những cái phần khác mà bây giờ thì hết rồi. Lắm luôn. Mình mẩy gì bầm dữ lắm. Mình mẩy lúc trước thì cũng có đánh luôn ha. Bầm dữ lắm con cậu ơi. Có bao giờ chị nghĩ á chị? Chị có bao giờ chị suy nghĩ là giống như là cha chị nghĩ là giống như chị không phải là con ruột của cha chị không? Có chứ, nhiều khi chị cũng tủi thân, chị nghĩ không biết phải chị là con của ba chị không mà tại sao ba chị lại đối xử với chị như vậy? Giống chị như có là suy nghĩ đó. Những cái việc làm của cha chị cũng không ngờ tới mà cha chị không nghĩ một người cha mà đối xử với vợ với con như vậy. Nếu như là cha dượng thì không có gì để nói. Đúng, chính xác. Còn đằng này là cha ruột máu mủ mình sinh ra. Vậy là cái người chồng của cô có khi nào nói là nó không phải con của ổng đâu? Không, cái này con ruột mà ở với ổng là con ruột không mà cậu. Dạ, cũng như không có là tiếng là đó là con không dạ. Nói chung á là chú vẫn biết là Phương này là con gái của chú. Ừ. Con gái ruột. Dạ, gái ruột. Nhưng mà khi có rượu vô rồi là không có biết con gái ruột hay con gái nuôi gì hết. Dạ, có rượu cũng vậy mà không có rượu cũng vậy, cũng đánh đập mẹ con em hết á. Cái tính tà dâm là gần ai cũng là muốn gần hết. Mình dạ đúng rồi. Của chú là cái tánh tà dâm chú nó cao hơn cái ngưỡng cửa giống như là tình thân á, dạ, cao hơn. Dạ. Nên lúc đó không còn nghĩ tới tình thân nữa, dục vọng. Có nghĩa là phụ nữ là thằng khác, bất kể là ai. Hồi nãy mà gưng nước mắt. Hồi nãy em chia sẻ là chị chồng em xuống coi mắt em. Dạ. Phải không? Dạ. Là lúc đó là ăn trưa xong rồi chị em nằm trên giường, chị em nghỉ trưa thì xong rồi ba em cũng lên, ba em đè, ba em bóp vú chị chồng em. À. Đó nói sao? Dạ chị đó cũng sợ xong rồi chịu đi về. Chị đó mới nói lấy em biết. Nói với em, rồi em nói với mẹ em nè. À. Dạ. Chị cũng mong muốn là để mà lên cộng đồng mạng như thế này, mong muốn là cha chị có thể là thay đổi lại cái tính đó không? Chị hôm nay chị nhờ các anh á đến đây để quay để giúp cho mẹ chị có tiếng nói ở cộng đồng, ở xã hội, lấy lại công bằng cho mẹ chị. Yeah. Để cho ba chị đừng có đánh đập mẹ chị nữa. Yeah. Ví dụ sau này ổng thay đổi như vậy à, chị vẫn có chấp nhận để cho cô chú sống lại cuộc sống những ngày tháng sau này không? Ừ, có em. Yeah. Bây giờ em cho anh hỏi nè, cái sự việc mà em chia sẻ lên mạng xã hội. Dạ. Thì chắc chắn là ba em sẽ biết, cũng như là bên nội em sẽ biết cái. Dạ. Việc này. Dạ. Đó, nếu như biết cái việc này thì ba em có sợ là ba em sẽ hành hạ mẹ em nữa không? Dạ, đã đến đây rồi thì bây giờ em chỉ cầu mong xin các anh giúp đỡ hỗ trợ cho mẹ em thôi, chứ em không cam tâm để ba em hành hạ mẹ em như vậy nữa. Thì bây giờ có cái tiếng nói của cộng đồng rồi thì em chỉ mong cho ba em thay đổi, đừng đánh đập mẹ em nữa, để nhờ cho anh em để đi năm vô cuộc. Năm em đi về quê một lần. Dạ, ít nhất là phải 5 năm. 5 năm. Dạ. Tại sao 5 năm đó mình không về thăm cha thăm mẹ mình, tới 5 năm mình mới về? Tại vì em về không có ngày vui, ba em thì cứ đánh đập mẹ em nè, ba em thì cứ quậy cứ đánh đập mẹ em. Ừ. Rồi xong nhà em thì cứ xung đột kiếp cho nên em không về. Ừ. Dạ. Rồi những ngày mà Tết đó thì gia đình của những người khác họ hạnh phúc, họ sum vầy bên người thân của họ, còn em thì không được may mắn. Dạ em không được may mắn. À, rồi lúc đó cái cảm nhận em như thế nào? Dạ em rất buồn, rất tủi. Thì cô ở nhà mấy ngày Tết mà mình trăm con về á, thì thấy như Phương không về rồi lúc đó cô có điện lên nói gì không, hay là cô có về ăn cơm chung không có được, ổng lên mâm cơm muốn xài xể cô nặng nề cô, rồi con của cô nó thấy vậy nó buồn mà mấy năm nó không có về nữa. Thì theo cái tâm lý người mẹ thì lúc nào cũng mong muốn con mình về mấy ngày Tết để xin về. Thì mấy lúc đó lên mâm cơm mà không thấy con của mình thì buồn sao? Buồn tốt quá.
con hỏi thay vì con gái là được cưng chiều, được cha cưng chiều á cô, mà vì chú làm muốn xâm hại con mình, mà con mình phải bỏ ra đi từ năm 16 tuổi mẹ xa con, rồi trong lòng cô có nhớ con cô dữ lắm không cô? Cô cũng đi theo con cô hoài à, cô đi lần mấy tháng cô mới về lần. Giờ lên xuống lần thăm hả? Lên ở với con cô nè, lên ở với hai đứa con gái luôn. Rồi đi khoảng chừng 2 tháng cô mới về lần, mà về bắt đầu ổng quản cô quá trời luôn rồi, cô cũng quậy, quậy dữ lắm luôn. Hồi đó gia đình cô khổ dữ lắm luôn, nuôi vịt mà sống mà nuôi vịt con rồi tới đẻ luôn, rồi nuôi heo rồi làm ruộng rồi vậy đó, chăn nuôi rồi vậy đó. Có những nãy cô chia sẻ là có những lần là cô chú quýnh cô rất là nhiều lần, có khi nào mình phải bỏ nhà mình trốn đi chỗ khác không cô? Có, cô về gia đình cô ở được lần nửa tháng rồi. Dạ. Cô đi lên nhà em của cô trên Nam Trường Sơ Hậu cô ở lần 2 tháng. Dạ. Cô đi không à? Rồi cô đi như vậy đó, chú có kêu cô về không? Không có kêu gì không vậy chứ. Rồi tự mình về? Tự cô về. Dạ. Cô mới vừa về cái ông Gình ông lôi đầu cô, ông quýnh cô, ông sởn cái đầu cô mấy lần luôn nè. Dạ. Sởn mấy lần luôn nè. Ông quýnh cô dữ lắm luôn, không có đường nào để nói chứ. Hay là chú ghen? Trời ơi, ghen gì mà ghen, cậu ơi, ổng uống rượu vô là ổng kiếm chuyện là ổng quýnh à. Mẹ, tí xíu nữa mẹ dành về chảnh với con luôn nha. Ổng kiếm chuyện đủ mẹ, tí về chảnh với con luôn nha. Tối ổng uống rượu ngồi tới 2-3 tiếng đồng hồ. Cái ông ngồi ổng chửi đơn, chửi ghen cô hoài nữa. Và còn rồi con của cô có khi nó nghe, rồi có khi nó không. Mà cô giấu con cũng hết trơn luôn. Cô có hai ngưỡng trai lớn kêu mà. Mẹ đó, em có hướng dẫn mẹ đi một cái nơi nào không? Dạ có, lần này em dắt mẹ em lên chảnh ở với em nữa. Cô có đi để mà xa ổng không cô? Cô tội nghiệp với cháu nội nó mới 2 tuổi rồi nè, rồi nó đeo cô quá, rồi cô tính cô giữ nó, đặng cho mẹ với ba nó bán bún riêu. Bây giờ cô đã hy sinh vì con, bây giờ cô còn phải hy sinh vì cháu nữa. Vì cháu nó đeo cô, tội nghiệp nó quá à, cậu ơi. Thôi mẹ chảnh mẹ với con đi. Cô là 7 đứa cháu rồi. Dạ. Cái sự việc bây giờ là nó xảy ra, nó tràn lan trên mạng xã hội là rất là nhiều người biết, cũng như là bên chồng cô biết và chú biết. Thì nếu mà cô ở đây, cô ở nhà cùng với chú á, thì cô có nghĩ là cô có an toàn lắm hay không? Đây nữa cô về nhà anh trai cô ở, anh trai cô ở kế đó cũng được á. Tạm thời lánh nạn một cái thời gian này. Mẹ nói mẹ lên trên con, mẹ ở với con mạng rồi đó. Thì ở với gái cô cũng được. Dạ. Dạ. Em sẽ dẫn mẹ đi ha. Dạ em dắt mẹ em về Sài Gòn ở với em. Bốn bà cháu em có cơm ăn, cơm có cháu ăn cháu, miễn sao là cho mẹ em ở với em, mẹ em không bị đòn roi ba em đánh là được. Tại cô biết sao không, chú đã có bản tánh là bạo hành gia đình rồi, một khi anh em con phát tán những video này lên mạng á, chắc chắn chú sẽ thấy. Đấy. Chú sẽ nghe. Thì cô nghĩ rằng lúc đó có thể là tác động cô gấp 10 lần hiện tại nữa, cô hiểu có nghĩa đó. Là bêu xấu chú á. Dạ đó, cho nên là cô tạm thời. Dạ không phải bêu xấu, tất cả là sự thật. Thì đó là sự thật. Dạ. Nhưng mà chú nghĩ là bêu xấu chú. Dạ. Có hiểu không? Dạ. Tại vì ba em xấu rồi thì phải nói lên cho cô mọi người sợ biết. Cô về nhà không an toàn cho cô trong lúc này. Thì cô ở nhà gái cô cũng được, cô ở nhà anh trai cô cũng được. Rồi với lại em gái cho mấy anh hỏi nè. Dạ. Thay vì mình cũng bạn bè trang lứa chắc mình là con gái. Dạ. Được cha mình cưng chiều nè, rồi lo lắng cho mình mọi thứ. Mà em thì nghĩ cha em làm như vậy đó, rồi phải bỏ xứ ra đi năm 16 tuổi. Có đêm nào suy nghĩ tới rồi em nhớ mẹ, nhớ quê hương em rơi nước mắt không? Dạ có, nhiều đêm em nằm em khóc một mình. Khóc hận gì? Em khóc, em tủi thân. Ừ. Em hận cho bản thân mình, tại sao không được may mắn. Đúng rồi. Có những người trang lứa như em thì có cha có mẹ, người ta nghèo cũng có cha có mẹ, cũng có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc, còn em không được điều đó. Em rất là tủi. Có những đêm phải khóc thầm luôn. Dạ. Khóc một mình. Dạ. Còn từ lúc mà em bỏ xứ đến bây giờ, ba em có lên với em không? Dạ có lên một lần. Dạ. Nhưng mà cũng không vui vẻ gì mấy. Ba em thì say xỉn vô thì tính nào tật đó, ở đâu cũng quậy quạng, cũng gây sự với con với vợ. 5 năm em mới về quê gặp. Dạ. Ba mẹ một lần. Dạ. Nhưng khi em về quê, em dẫn con em về quê thì. Dạ. Ba em có thương cháu mình không? Dạ không, ba em tính xéo sắc lắm. Tại vì ba em thì hành hung đánh mẹ em, rồi xong em thì lại bên mẹ em bảo vệ ba, bảo vệ mẹ em. Thì ba em lại có cái tính là giống như là thù em, ghét em mà không đánh được em thì quay qua đánh con em. À, dạ. Sao kỳ vậy ta? Dạ. Tại sao mà làm vậy ta? Dạ. Giống như
ghét em. Dạ. Trả thù con em. Dạ, đánh con em. À. Dẻo, dẻo. Đây có mẹ em đây, mẹ em nói sự thật khóc hết, sự khóc luôn. Tất cả những gì em lên đây em với mẹ em nói đều là sự thật. Nếu mà em nói sai em hoàn toàn em chịu trách nhiệm trước pháp luật hết. Dạ. Có nghĩa là hôm nay em với cô nhờ tụi anh đến để chia sẻ cái gia đình mình lên mạng xã hội, cũng như là để cho em, cho ba em biết. Dạ. Để ba em thấy được cái sự việc. Dạ. Ba đã là sai. Dạ. Để ba sửa đổi. Dạ. Phải vậy không? Dạ đúng. Nhưng mà những lời nói của em là hoàn toàn sự thật 100%. Dạ đúng, chính xác 100%. À. Cô cũng vậy đó, cô cũng không có nói quan lên. Dạ. Chồng thì chơi cái trời, cô nói thiệt, cô sống 40 năm rồi, nước mắt của cô là chan cơm mà đó, bây giờ chan cơm mà cô cũng không nói dốc nói láo với ổng. Dạ. Nữa nếu cô mà nói quan chồng nhìn cái này kia nọ thì cô cũng chịu trước pháp luật luôn. Dạ. Thấy ở đây cô với chị chia sẻ thì cũng thấy như là mắt của cô và chị đều đỏ rồi. Chị khóc nhiều lắm em. Hồi sáng chị gọi cho mấy anh, chị cầu cứu mấy anh á, chị khóc rất nhiều. Yeah. Nhưng mà chị, hình như chị khóc bây giờ chị không còn nước mắt để chị khóc. Yeah. Chị không còn nước mắt để chị khóc, chứ sáng giờ chị khóc rất nhiều. Mà về có những đêm chị về chị khóc, chị nằm, chị tủi. Chị thương mẹ chị. Chị hận bản thân mình, không làm gì được cho mẹ chị. Cho nên chị buồn, chị khóc rất nhiều. Em chỉ sợ là khi mà những cái video này đăng lên mạng á, thứ nhất là ảnh hưởng mẹ chị, thứ hai là ảnh hưởng đến chị và cả ba chị. Thì em nghĩ thì cũng sẽ có một số người ta chỉ trích chị là con, dù sao đó cũng là cha của mình. Khi mà chị nói những cái sự việc này cứ giống như là giặt áo cho người xem lưng vậy. Đó, em sợ là sẽ có những cái tiêu cực. Em chấp nhận. Chị hiểu điều đó nhưng mà chị chấp nhận, tại vì chị không cam tâm. Dạ. Để cho ba chị hành hạ đánh đập mẹ chị 40 năm rồi. Dạ. Thì bây giờ chị chỉ xin trên cộng đồng mạng hiểu, thông cảm cho chị. Chị chia sẻ đây là sự thật để cho chị có cái tiếng nói, để chị bảo vệ cho mẹ chị khỏi bị roi đòn từ ba chị nữa. Mẹ chị có anh có chị em mà không ai bảo vệ được mẹ chị, mà cứ để mẹ chị bị đánh vậy chị không cam tâm. Thì hôm nay chị đến đây chị rất là cảm ơn các anh đến đây để hỗ trợ, để có tiếng nói, để bảo vệ cho mẹ chị khỏi bị đánh nữa. Chị mang ơn rất nhiều. Dạ. Chị nghĩ là hai người em, cũng như là hai người em trai, cũng như là cái còn một người em gái nữa là sẽ ủng hộ cái việc làm của chị không? Chắc chắn là sẽ ủng hộ chị với mẹ chị. Dạ. Tại vì mẹ chị là một người mẹ hiền, từ xưa giờ sống một đời vì chồng vì con. Rồi sau cái sự việc hôm nay có lỡ như ổng về mẹ chị bầm dập nữa rồi sao? Chị nghĩ là nếu mà lên đây rồi thì có các anh, rồi xong rồi chị sẽ nhờ mọi người, nhờ pháp luật đi vô cuộc để bảo vệ cho mẹ chị. Chị có nghĩ là đón mẹ chị về Sài Gòn không? Chị nghĩ là chị đón mẹ chị lên trên đó ở với chị một thời gian, rồi xong rồi chị sẽ ba chị tịnh tâm lại thì mẹ chị lại về ở với ba chị cũng được. Nhưng mà chị không chấp nhận, không cam tâm để ba chị đánh mẹ. Dạ. Chị nữa. Với lại hồi trước giờ giống như cái sự việc nó xảy ra trong gia đình mình thôi, là không, người ngoài người ta không biết, chỉ có trong gia đình mình với lại có biết chứ em. Ở sớm người ta có biết thôi, nhưng mà người ta cũng thờ ơ là em. Nhưng mà em nghĩ là cái sự việc này khi mà đăng lên thì tất cả những bà con hàng xóm khu vực ở quanh khu vực cô sống á, người ta sẽ biết hết. Thì em nghĩ là hy vọng ông chú ha, ổng xem được thì chắc có lẽ là ổng sẽ thay đổi, suy nghĩ lại, thay đổi. Đó. Chị cũng hy vọng là tại vì ổng giờ cũng lớn tuổi rồi, chị cũng đâu có gọi là, dù sao cũng là con, đâu phải chị ép ổng vô được cùng đâu. Nó chủ yếu là muốn ổng nhìn ra cái sai của mình. Đúng để em. Cho xã hội người ta lên án. Đúng rồi em. Đó, bây giờ cô đi cũng rất là hiền, cô cũng không dám nói ra nhiều đúng không? Tại vì cũng thương ổng. Vậy là từ thành phố em về tới đây để gặp bà mẹ, hẹn anh tụi anh tới đây. Dạ. Rồi, em có tính về nhà là gặp ba không? Dạ có. À. Bây giờ là em với cô có cần là tụi anh đến? Dạ có, em có nhờ mấy anh đi chung với em để vô đó hỗ trợ để gặp ba em. Mà chị dạ. Về ba chị ổng sẽ nói chuyện với chị không? Chị cũng chưa biết trước việc điều đó, thì mình cứ về đi rồi tính. Dạ. Hiện giờ ở nhà đó là có ba hoặc là người nào trong gia đình ở đó hiện tại? Dạ mình anh cô với ổng à. Dạ. Rồi mấy người con của cô đâu? Mấy người con của cô thì ở riêng. Ở riêng cũng ở gần đó. Ở gần đó. Rồi có thằng trai thì nó ở bên vợ. Dạ. Còn chị út cô thì ở cụ thể. Nếu như vậy thì cô về nhà cũng là một cái rất nguy hiểm. Dạ. Thì giờ tụi con
sẽ cùng với cô đi tới để xem về cái thái độ, cái hành động của ông như thế nào. Dạ. So với cái lời nói của cô và người con này. Dạ. Dạ, thì giờ con cùng với cô đi tới nhà ha. Dạ, dạ. Nói chung là cái sự việc này là chú ông chưa biết. Đúng, đúng. À. Yeah. Nếu là một mai này tới thôi. Mai yeah. Một này cái video của tụi anh đăng lên mạng xã hội thì chú hoặc là bên nội của em sẽ biết. Yeah. Thì lúc đó là em với mẹ là sẽ nói chung là rất là nguy hiểm khi mà nhất là cô ở gần nhà với chú đó, nên là bây giờ tụi con muốn cái sự việc này nó đã tràn lan trên mạng xã hội thì cô nên theo con gái cô về thành phố ở. Để một thời gian nào đó chú hối hận chú kêu cô về thì lúc đó mình tính tiếp. Nữa là mấy con chậm rồi ông nói chuyện như muối cục vậy. Nên đừng nói. Dạ. Ông nói ngọt ngào vậy chứ. Thôi giờ em mời các anh nha, chỉ vô đó để gặp ba em để nói chuyện, có gì anh hỗ trợ em, rồi, anh giúp đỡ cho em. Rồi, dạ, đi nha. Dạ. Là sẽ đi vô để dạ. Hỗ trợ cùng với gia đình, dạ. Cùng với em, dạ. Cùng với mẹ. Dạ. Rồi. Vậy cô cũng cảm ơn mấy cậu hết sức luôn rồi. Dạ, dạ. Nói gì hơn giờ đó. Dạ. Con giống dạ. Như là bạn của dạ. Con gái cô dạ. Rồi đó sẽ đi tới. Chú mời quý vị là cha của chị Cương. Thì hôm nay đích thân là bản thân chị và mẹ chị mời mấy anh em đến nhà của cha chị và mẹ chị sinh sống là ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ để gặp chú nói chuyện hiểu rõ cái nội tình câu chuyện này như thế nào. Mời quý vị theo dõi video nha. Chú sao máy mà chú còn cứng khờ ha. Đi im, còn khỏe. Ở đây mình có trồng trọt gì không chú? Không có nè cháu ơi. Dạ. Cháu ở không à cháu ơi. Dạ. À. Vô chơi cho anh. Dạ chào cô. Dạ chào cha. Dạ. Chào mấy cậu. Chào cô luôn. Dạ. Chào cô. Dạ. Cái đó dâu hả chú? Cái cưới đó hình là dâu ha. Cái này hả? Dâu trai với anh trai. Dâu mà nó không mụn. Dạ. Ở Đồng Nai. Dạ. Bác ngồi đi bác. Dạ chú ngồi đi. 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 Không sức khỏe, ba con khỏe không? Cái nhà là mấy tháng rồi có đây làm ăn vậy? Con có cái thắc mắc này con hỏi ba. Hôm nay là con nhờ các anh em ở ngoài Sài Gòn đi về đây. Con có cái thắc mắc này con hỏi ba. Sao mà cái mặt mẹ bầm? Mà sao ba hoài là mẹ? Ba là 40 năm nay rồi. Con năm nay 40 tuổi rồi. Mẹ làm cái gì sai mà sao hoài vậy? Thôi này hỏi qua chuyện này. Không, mẹ con về đây con thắc mắc con hỏi ba. Ba trả lời cho con biết tại sao ba nói đi. Bỏ đi. Không bỏ, chứ con bỏ con không về đây. Con đã bỏ qua cho ba nhiều lần rồi. Lần này con nhờ các anh, nhờ cộng đồng mạng xã hội để lên tiếng nói cho ba em đừng mẹ em nữa. Em tha thiết, em xin phải các anh luôn. Nói với ba em nữa. Nhờ cộng đồng nói 40 năm rồi. Con hỏi ba mẹ làm gì sai mà sao hoài vậy? Con nè, bỏ xứ đi cũng vì ba. Ba vô đây ba ngồi ba nói chuyện đi. Mà miễn là nó ra khỏi mụn rồi là bắt đầu là có chuyện. Mà tôi nói chú tháng năm chứ không nói ngày. Dạ. Tháng năm chứ không nói ngày. Mà tôi cái tội gì? Tôi làm cái gì? Tôi tội gì? Mẹ vô đây mẹ nói đi. Hả? Mẹ vô đây. Bạn muốn ăn khô nhưng chưa biết mua ở đâu, giá cao lại sợ bị lầm, nhưng giá rẻ thì sợ kém chất lượng. Đừng lo, hãy đến với Tâm Rồng Sớm, nơi bạn có thể lựa chọn được các loại khô vừa ngon vừa hợp khẩu vị, giá cả thì phải chăng. Còn chuyện chờ gì nữa, nhanh tay liên hệ Zalo 0918642092 để đặt hàng và thưởng thức các món ngon đặc sản của Đồng Tháp. Mẹ nói đi mẹ. À, bác ơi, cho con hỏi nè, như là Cương á, có nói với con một điều, với anh em một điều á, là... Con nhờ với anh quay hết luôn, cái này đưa lên mạng xã hội, con nhờ pháp luật đi vô cuộc luôn. Tại vì Cương có nói á, là hồi trẻ tuổi đó, Cương cũng giống như là có người cha mà cũng muốn gần gũi với em ba đó. Em á là muốn ba em muốn lấy những người hàng xóm ở đây rất nhiều người em đã kể hết em đi mày, năm chuyện với tao mày tao là thành cha của mày ha con tất cả con biết hết con biết hết nếu con nói sai con hoàn toàn con chịu trách nhiệm mày tự bỏ xứ này đi con bỏ xứ công ty là gì ba đó mày mày tệ luôn nha con không bao giờ con về đây ba yên tâm đi con không về mày nghĩ đi mày về đi thôi 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 tao. Giờ để nói chuyện nè. Để nói chuyện nghe nè. Con về đây là con thắc mắc. Con về đây con thắc mắc là tại sao. Thôi con không nói chuyện tiền bạc gì đây hết á. Mày muốn chuyện gì á. Mày á là bài á. Nè. Tao nói trước mày biết.
mày muốn cái gì đó, thắc mắc cái gì đó, mày mời vòng vòng trong xóm này nè, đi lại đây đó, hỏi từng nhà. Sao mà con coi coi mẹ mày sao? Con xin mời công an pháp luật, con không biết mẹ con mày sao mà đi vô. Rồi con xin mời vô. Mày mời vô đây. Bác trời ơi, cái này là muốn sự thật, bác nói ra bác ơi. Không ai mình đi ra ngoài đi. Tại vì cái này cũng muốn né tránh rồi. Không ai mình đi ra ngoài. Người kêu cô đi. Dạ. Bây giờ là quyết định là chỗ mẹ. Dạ, chở mẹ em đi lên trên ở với em. Rồi xong rồi phải anh nhờ anh em xã hội. Dạ. Mọi người có tiếng nói chung để giúp đỡ cho mẹ em. Chú rất là... chú bức xúc rồi, chú không chịu chia sẻ, không có nói giải thích gì chưa? Ờ, trước khi đi cô ra đóng cửa đó nè. Đi lại đi cô. Đi 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 cô. Ẩm, còn ẩm ở đây. Bỏ hết đi. Giờ cô đi, cô bỏ nhà cô đi luôn rồi. Hai mẹ con. Rồi cô sao đầu đi luôn rồi. Cô vẫn chưa hiểu được cái sự tình. Nó chưa đi thiệt lẹ đi, Phương ơi, Tương ơi. Đi thiệt lẹ đi. Mẹ em ở đây không an toàn. Mẹ em đâu? Đúng rồi. Đi đi đi. Đi mẹ. Ông chú ông hay sự việc này tối này chắc cô khó ở đây rồi. Giúp mẹ đi mẹ. Giúp mẹ đi mẹ. Cô đi mà cô từ từ không sao đâu, từ từ không sao, có mẹ mẹ sẽ không biết nói nào đâu, từ từ đi để cho cô. Lấy dép này đồ. Nè cô cam chịu mấy chục năm. Ngấp ngấp lúc rồi cô ơi. Sợ cô nãy giờ cô chống lấy đôi dép lâu cô cũng ngon. Đi lại đi cô, bỏ đợi đi cô. Rồi cô mới dép đi đi cô. À, tội nghiệp cô giờ phải cuốn đồ đi luôn rồi. Tôi ơi. Dạ, đi. Rồi dẫn tôi đi đi con. Đi đi mẹ. Ở đây cũng có dao dâu cô đây mà. Nhà cửa cơ. Bỏ hết lên. Cháu nội kìa. Cháu hả? Cháu nội khóc rồi. Dạ bây giờ thì chị Cương sẽ đưa cô, nói chung là không để cho cô sống với chú như vậy đâu. Hồi nãy nói chuyện này chú có vẻ như chú không có đồng tình. Hả? Nếu như mà không không có mấy anh em có thể là xảy ra những chuyện đó. Tác động chị rồi đó, tác động đến chị luôn á. Dạ. Thôi, để thời gian cho ông chú ông tự suy nghĩ lại đi. Ờ, chú gần 70 tuổi mà tánh chú vẫn còn quá trời nóng nảy luôn. Dạ. Ấy rồi lát ông anh kia ông về làm sao? Để hay là điện kêu ông ra luôn chị. Bên bên đây, bên đây nè, bên đây nè. Dạ. Ông bác tại bây giờ không có chiêu nhà hả? Dạ. Giờ là phải cho cô gặp đi cùng với anh Cương. Đi mẹ đi về cho anh ở với con. Vậy là chú ở đây là không được rồi. Em phải bảo vệ mẹ nha. Dạ em bảo vệ mẹ, có cơm có cháo ăn, cháo có rau. Để cũng hy vọng là sao mẹ được. Qua những ngày nay thì có thể là chú sẽ hồi tâm suy nghĩ lại mà đón cô về vợ chồng già sống bên nhau. Dạ. Hy vọng là chú sẽ thay đổi. Dạ. Em cũng hy vọng là các anh với cộng đồng mạng á giúp đỡ cho mẹ em khỏi bị nữa. Tại vì mẹ em già lớn tuổi rồi, mẹ em không còn sức chịu đựng được nữa. Đúng rồi. Không, em nghĩ qua cái đợt này chắc có lẽ là ông chú cũng sẽ từ từ ông sẽ suy nghĩ lại. Cũng như là dạ, bên nội của Phương sẽ thấy cái đoạn video rồi. Này sẽ lại khuyên chú. Dạ. Bây giờ cái mạng nó tràn lan vậy đó, anh làm vậy là khán giả là người ta nói anh sai lắm đó. Dạ. Đó, hy vọng là chú sẽ hối hận khi dạ. Mà rước cô về ở. Dạ. Hy vọng là tình làng thì nói chung là Phương chỉ muốn là ba mẹ ở hạnh phúc với nhau thôi, chứ không phải là Phương tố cáo cái việc mà cha mình làm những cái việc mình sai trái. Chỉ mong cộng đồng mạng giúp đỡ có tiếng nói để cho ba em sửa đổi lại đình mẹ con em. Đến bây giờ mà ba em hồi nãy vẫn còn muốn em đó. Đúng rồi. Hồi nãy mà không có sự góp mặt của mấy anh là ba em rồi. Ừ. Dạ. Rồi thôi em lên xe đi. Lên với mẹ đi. An ủi mẹ nha. Hy vọng là những người xung quanh cũng như là dòng họ sẽ khuyên chú. Dạ. Chú mẹ sẽ thay đổi. Xe mà rồi. Đi bye.